Đội bóng đỏ tổ chức tấn công khá đi thảo, vẫn còn tiếp tục một tình huống tấn công của các cầu thủ Việt Nam, đưa bóng ra biên rất vừa tầm. Phạm Thị Tươi bấm bóng, tình huống chuyền bóng vào trong của Phạm Thị Tươi, bóng vào trong tầm kiểm soát các cầu thủ Việt Nam. Cơ hội đã trôi qua với các cầu thủ đội bóng áo đỏ, nhưng bóng vẫn trong tầm kiểm soát của Việt Nam. Tuyết Dung, bây giờ Tuyết Dung đã xoay vào vị trí tiền vệ trung tâm để có thể tổ chức và chia bài. Vẫn còn, đưa bóng vào trong của Phạm Tươi. Tuyết Dung đi bóng và dứt điểm, chắc chắn như vậy. Rất hay, rất vừa tầm. Cơ hội! Các bạn khán giả, các bạn thấy che mất hết góc quay rồi. Này để cho nhiều khán giả để theo dõi hơn trận đấu ngày hôm nay. Rất tuyệt vời với bàn thắng của Thị Thúy. Không phải, đó là bàn thắng của cầu thủ số 16 Dương Thị Vân. Bây giờ thì lợi thế đã nghiêng về phía cầu thủ Việt Nam sau liên tiếp những tình huống ép sân và tiếp tục một cơ hội. Thanh Thủy đi bóng. Đi bóng vào trung lộ rất hay. Dứt điểm. Không được. Chân trái có lẽ không phải là một